Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái thủ thuật trong định giá đầu tư bất động sản. Và cụ thể hơn đó là bốn cách định giá. Đây là chuỗi video nói về kiến thức đầu tư bất động sản ABC. Và nó rất quan trọng cho chúng ta để chúng ta đi đầu tư, chúng ta đi mua bán. Dù mục tiêu để đầu cơ, đầu tư hay mua để ở, hay mua để khai thác vân vân, thì chúng ta vẫn phải biết điều này để làm sao chúng ta hiệu quả trong việc mua bán, hiệu quả trong việc xuất tiền, được chưa ạ? Và những điều gì các bạn không biết thì các bạn comment bên dưới, mình sẽ chỉ cho các bạn làm sao để các bạn hỗ trợ các bạn tốt nhất. Và tất nhiên các bạn muốn mà các bạn có tài chính nhưng mà các bạn không có kiến thức, không có kỹ năng thì để đầu tư thì các bạn phải đăng ký cái gói tư vấn hoặc gói order của mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về việc đầu tư. Còn các bạn muốn có kiến thức sâu hơn để làm tốt hơn thì các bạn có thể đăng ký ở lớp code, được chưa ạ? Thì bốn cái kỹ năng để chúng ta có thể là đầu tư được bất động sản tốt nhất. Đó là định giá. Thì bốn cái định giá là như thế nào? Đầu tiên các bạn liệt kê các thông số của sản phẩm đó ra, ví dụ diện tích, mặt tiền, hình thể, địa thế, vị trí, vân vân. Các bạn liệt kê toàn bộ đều những cái thông số đó ra. Mỗi một cái thông số các bạn sẽ cho là một điểm để làm sao các bạn dùng cái phương pháp so sánh. Dùng cái phương pháp so sánh là các bạn đã biết được nó đắt hay rẻ rồi, được chưa? Đấy là liệt kê các thông số sản phẩm. Thứ hai là các bạn tìm 10 đến 20 mảnh đó, 10 đến 20 bất động sản đó cùng phụ khu vực đó, dự án đó, con đường đó, được chưa? Để làm sao chúng ta biết được mảnh nào mảnh to, mảnh nào mảnh thấp, được chưa? Chúng đơn giản như bây giờ các bạn bắt 10 người, các bạn 10 người đã đứng hàng ngang, các bạn nhìn vào đấy các bạn sẽ biết cao thấp như thế nào, hoặc là sàn sàn với nhau như thế nào. À, nếu nó sàn sàn thì chúng ta sẽ nhìn vào màu da. À, nó nếu mình màu da xong rồi mình nhìn được cân nặng, mình nhìn về về bắt đầu giọng nói, mình nói về khuôn mặt vân vân, gọi là hình tướng bên ngoài, được chưa? Thì chúng ta phải tìm 10 đến 20 mảnh bất động sản ở cùng khu vực đó, dự án đó, ngôi nhà đó, được chưa? Và cái thứ ba là so sánh ba cái thời điểm khác nhau. Ồ, 2 năm trước giá như thế nào, 2 năm sau bây giờ như thế nào, và 2 năm sau ra làm sao. Nhưng mà cái câu chuyện 2 năm sau thì nó là rất là khó. Đây là định giá của tương lai, và cái này nó sẽ mang lại lợi nhuận cho các bạn. Và các bạn phải biết cái về cái định giá này, hay gọi là các bạn mua thì mất tiền hiện tại nhưng mà các bạn bán mới là được tiền của tương lai. Cho nên các bạn phải học cái định giá của tương lai. Nhưng bốn cái cách định giá này đó, định giá hiện tại là các bạn đã tuyệt vời rồi. Và các bạn muốn học về định giá tương lai, các bạn tham gia cái lớp code của mình trong tháng 8 hoặc là tháng 9 sắp tới. Còn mấy tháng mình sẽ tổ chức một cái lớp code bình thường để chia sẻ cho các bạn, để các bạn hiểu về điều đó. Nghĩa là so sánh ba thời điểm khác nhau. Và cái thứ tư là tìm động cơ đẩy ở đó là gì? Động cơ tăng giá có thể là công nghiệp, có thể là khu đô thị, có thể là hạ tầng giao thông, có thể là thay đổi địa giới hành chính. Và chúng ta biết những cái động cơ đó nó sẽ tạo ra cái lợi nhuận như thế nào. A, đánh theo hiệu ứng ven ngón 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 tay vàng thì chúng ta sẽ biết được A, nó sẽ tăng bao nhiêu, chủ đầu tư nào sẽ như thế nào. Để chúng ta phải tìm hiểu, để tìm hiểu động cơ đẩy giá ở đó, chúng ta biết định giá tương lai như thế nào. Nó rất khó vào điều này nhưng nó cũng sẽ rất dễ nếu chúng ta biết cách quy trình và chúng ta làm được điều đó. Nhưng ít nhất mấy cái cách này để các bạn có thể là mua không bị hớ rồi, mua không bị đắt rồi, thậm chí là các bạn có thể ứng dụng cái này vào để các bạn có thể bán ra cũng không bị hớ. Thì đấy là bốn cái cách để định giá của bất động sản khi chúng ta đi đầu tư cơ bản nhất trong cái kiến thức đầu tư bất động sản ABC này. Các bạn phải áp dụng ngay, áp dụng luôn để làm sao các bạn mua được, bán được những bất động sản của mình, những ngôi nhà của mình làm sao hiệu quả nhất các bạn nhé. Và các bạn không biết điều gì, các bạn comment bên dưới. Các bạn muốn order tư vấn về việc mình hỗ trợ cho các bạn thì các bạn comment bên dưới, các bạn trợ lý sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và tất nhiên các bạn muốn là lớp code thì bạn comment bên dưới. Và điều gì các bạn không hiểu, các bạn comment bên dưới, mình sẽ làm video mình chia sẻ đến cho các bạn. Và điều gì các bạn muốn đóng góp thì các bạn comment bên dưới. Và đặc biệt nữa, các bạn thấy video này hay các bạn hãy like và share cho những người bạn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Thuận Chu, nhà đào tạo đầu tư bất động sản cá nhân. Xin chào.